Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review đồng hồ đến từ Gia Bảo Luxury. Trên tay tôi là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu thực sự ít được biết đến tại nước ta. Thương hiệu có tên là Rogodobui, điều mà bạn có thể thấy ngay ở trên mặt số của chiếc đồng hồ này. Rogodobui là một thương hiệu đồng hồ được sáng lập bởi nghệ nhân đồng hồ cùng tên Rogodobui vào năm 1995. Như vậy tính ra thương hiệu này thực sự còn khá là trẻ, cho nên việc thương hiệu này được ít được biết đến cũng là điều dễ hiểu. Nếu xét về tuổi đời tồn tại thì thương hiệu Rogodobui chỉ như là những đứa trẻ sơ sinh trong làng đồng hồ với những tên tuổi gạo cội như hiện nay. Nhưng không vì thế mà ta lại có thể xem nhẹ thương hiệu này. Trước hết chúng ta phải để ý đến nhà sáng lập, tức là Rogodobui. Ông là một người có nhiều kinh nghiệm trong giới chế tác đồng hồ. Trước khi mở thương hiệu riêng, ông đã làm việc trong nhiều xưởng sản xuất của các thương hiệu lớn. Một trong số đó là cái tên Patek Philippe. Ông đã làm việc với Patek Philippe khoảng chừng 15 năm của mình, thể hiện rõ nhất là từ năm 1995 cho đến nay. Rogodobui đã giới thiệu thành công 28 bộ máy được chế tác hoàn toàn in-house. Những bộ máy đồng hồ in-house được xem là một thành tựu lớn lao mà nhiều nhà sản xuất đồng hồ vẫn đang theo đuổi. Quay trở lại với chiếc đồng hồ trên tay tôi đây. Nó nằm trong bộ sưu tập Excalibur. Excalibur là tên của cây kiếm của nhà vua nước Anh Arthur, mà bạn có thể tìm kiếm rất nhiều trên Google, kiếm tên Excalibur. Bộ sưu tập Excalibur cũng là bộ sưu tập nổi tiếng nhất của Rogodobui. Đặc trưng của dòng đồng hồ này chính là thiết kế của vành bezel. Bạn có thể thấy ngay trên chiếc đồng hồ này, vành bezel được thiết kế từ vàng hồng và nó được chia thành tất cả là 24 rãnh. Những rãnh nhỏ này được khoét theo hình một mũi tên và đâm thẳng vào trung tâm của chiếc đồng hồ này. Được làm từ vàng hồng thì bộ vỏ khung của chiếc đồng hồ này có kích thước 45mm kèm với cả độ dày khá là e ngại đối với cổ tay của người châu Á, trong đó có người Việt Nam ta. Cho nên thì kích thước cuộc hàng khủng của chiếc đồng hồ Rogodobui Excalibur này sẽ khiến cho nhiều người e dè có hay nên sở hữu chiếc đồng hồ này hay không. Các bạn hãy cố gắng theo dõi đến cuối video của chúng tôi để theo dõi toàn bộ quá trình lên tay chiếc đồng hồ này nhé. Chiếc đồng hồ này có hai mặt kính sapphire ở phía trước mặt số và ở phía sau của bộ máy. Và chúng ta hãy cùng quan tâm đến mặt số bên trước. Đầu tiên, mặt số này hiện lên với màu đen với hệ thống cặp chỉ giờ số La Mã kích thước lớn ở xung quanh. Phía ngoài cùng là một vòng đếm dây chi tiết phục vụ cho kim chronograph màu vàng ở bên trong. Nếu nhìn từ xa, chúng ta có thể nhận ra mặt số này khá cá tính và được thiết kế theo phong cách là đối xứng toàn bộ, như là hai mặt số phụ ở góc 3 giờ và 9 giờ đối diện với nhau, hay là phần trên, phần dưới đều là đối xứng với nhau. Tất cả các chi tiết như là tên thương hiệu, kẻ vạch giờ, phút, số chỉ thời gian đều được in với sơn trắng, trong khi các kim phụ như là kim phụ chronograph trung tâm, hay là kim phụ đếm phút chronograph, hay là kim ở bộ đếm dây nhỏ ở bên góc 9 giờ đầu mũi tên lại được sơn với màu vàng, cho nên nhìn sẽ khá là nổi bật. Chiếc đồng hồ này cũng có hệ thống hai nút bấm và núm chỉnh giờ ở góc bên sườn này để chúng ta điều chỉnh hệ thống chronograph và hệ thống kim trung tâm. Và chúng ta hãy điều chỉnh cho kim trung tâm là hai kim giờ và phim phút, đó là một núm chỉnh giờ tại góc 3 giờ bên đây. Vấn đề ở đây đó chính là núm chỉnh giờ này chỉ là một núm chỉnh giờ được thiết kế giả mà thôi, vốn được thiết kế để bảo vệ cho núm chỉnh giờ thật ở bên trong. Nhắc nhẹ là có thể mở ra núm chỉnh giờ thật và điều chỉnh được. Muốn điều chỉnh thì chúng ta rút nhẹ và điều chỉnh lên xuống. Tuy nhiên mặc dù tay của tôi khá nhỏ nhưng việc điều chỉnh này nó cũng khá là khó. Còn hai nút bấm này sẽ quá là quen thuộc với những chiếc đồng hồ chronograph rồi. Nút 2 giờ thì chúng ta kích hoạt, dừng lại và biến nó về vị trí ban đầu. Phía sau của chiếc đồng hồ Rogodobui này là một bộ máy chronograph tự động. Bạn có thể quan sát kỹ hơn để khi chúng tôi zoom kỹ vào.
Giống như tất cả các bộ máy khác của Rogudubui thì bộ máy RD76 này đều có chứng nhận Genève về chứng nhận chất lượng, được khắc nguyên với hình khắc nhỏ ở phía ngoài của bộ vỏ đây. Nổi trội ở bộ máy này là hệ thống các bánh rang chronograph được làm từ vàng và một roto khuy áo được đặt lệch. Và nếu như chúng ta có thể tưởng tượng và nhớ lại các vị trí ở đúng chỉnh giờ ở phía mặt trên thì nó nằm ở góc từ 12 giờ đến 2 giờ trên mặt số. Hơn thế nữa, từ cái mặt sau này chúng ta có thể nhận ra được rằng chiếc đồng hồ này được sản xuất với số lượng giới hạn là 88 chiếc. Có mặt ở Gia Bảo Luxury là một chiếc nằm ở số thứ tự số 21. Và đi cùng với chiếc đồng hồ Rogudubui này là một dây đeo bằng da cá sấu màu đen cùng với khóa gập có dấu khắc Rogudubui và tên thương hiệu. Khóa gập được chế tác bằng màu được chế tác trong chất liệu vàng hồng. Trong khi bề mặt ở bên ngoài được đánh bóng thì ở bên trong mới được trải xước. Như vậy là tôi đã nói sơ qua về chiếc đồng hồ này rồi. Bây giờ đến phần lên tay và các bạn hãy cùng theo dõi những dáng tay mà chúng tôi lên tay với chiếc đồng hồ này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.